Tối 13 tháng 9 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần đầu tiên. Buổi lễ có sự tham gia của các quan chức cao cấp như ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh rằng các tác phẩm tham dự giải đã phản ánh chân thực, toàn diện và truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần khẳng định những thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ của ngành này. Mặc dù kết quả có thể chưa thỏa mãn hoàn toàn, bà Thủy cho biết toàn ngành đã nỗ lực và cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan báo chí đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2022 và đã nhận được số lượng tác phẩm tham gia lớn chưa từng có. Những tác phẩm này thể hiện sự quan tâm và đầu tư của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực này. Bà Trịnh Thị Thủy cũng nhấn mạnh rằng, tuy kết quả chưa hoàn hảo nhưng điều này sẽ thúc đẩy ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cùng với sự đồng hành và hỗ trợ từ phía các cơ quan báo chí để đạt được những thành tựu cao hơn trong tương lai. Tối 13 tháng 9 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần đầu tiên. Buổi lễ có sự tham gia của các quan chức cao cấp như ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh rằng, các tác phẩm tham dự giải đã phản ánh chân thực, toàn diện và truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần khẳng định những thành tựu nổi bật trong nửa nhiệm kỳ của ngành này. Mặc dù kết quả có thể chưa thỏa mãn hoàn toàn, bà Thủy cho biết toàn ngành đã nỗ lực và cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan báo chí đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2022 và đã nhận được số lượng tác phẩm tham gia lớn chưa từng có. Những tác phẩm này thể hiện sự quan tâm và đầu tư của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực này. Bà Trịnh Thị Thủy cũng nhấn mạnh rằng, tuy kết quả chưa hoàn hảo nhưng điều này sẽ thúc đẩy ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cùng với sự đồng hành và hỗ trợ từ phía các cơ quan báo chí để đạt được những thành tựu cao hơn trong tương lai. Cảm xúc trong ảnh, dù tôi không có cơ hội ghi lại toàn bộ 4 lần vượt đích của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32, nhưng những hình ảnh của cô nỗ lực và đạt được kỳ tích đáng nể đã thực sự khó tả. Anh Nguyễn Tiến Anh Tuấn, phóng viên ảnh của chúng tôi, thổn thức chia sẻ rằng khó có thể tìm thấy một cơ hội thứ hai để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng như vậy. Ngoài ra, tác phẩm Những vị khách Tây của nhóm tác giả Phạm Hồng Hạnh, Vũ Đình Toàn và Trần Ngọc Lan từ báo Dân Trí đã đạt giải khuyến khích trong hạng mục báo điện tử. Tác phẩm này thể hiện sự yêu mến đặc biệt của các du khách quốc tế đối với Việt Nam và sự lựa chọn nơi đây làm quê hương thứ hai. Dù khác nhau về quốc tịch, giới tính và nghề nghiệp, họ đều thể hiện tình yêu sâu đậm đối với đất nước, con người, văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Đây là một tài liệu thú vị về cách mà Việt Nam ấn tượng và để lại ấn tượng trong lòng những vị khách quốc tế. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã tuyên bố mở cuộc thi giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ hai. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các nội dung trọng tâm cho cuộc thi này, nhằm tập trung vào việc triển khai nghị quyết của Đảng và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cuộc sống, sự phát triển của lĩnh vực văn hóa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023, cải cách và hoàn thiện thể chế, chính sách và nguồn lực để phát triển văn hóa, vai trò của văn hóa trong sự vận động toàn diện của đời sống.